Kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình thời sự trưa thứ năm ngày 2 tháng 2 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Mở đầu như thường lệ là phần điểm những thông tin chính trong chương trình. Với truyền thống tam niên đảo lề, bên cạnh hoạt động xuất quân đánh cá Vù Nam, phường Thuận An thành phố Huế tổ chức lễ hội truyền thống cầu ngư đầy đặc sắc. Ô nhiễm đầm Phá đã và đang đe dọa đến đa dạng sinh học cũng như sinh kế của người dân, ghi nhận tại xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, địa phương có truyền thống đánh bắt nuôi trồng thủy sản. Thanh niên Phú Lộc sẵn sàng lên đường nhập ngũ, nội dung sẽ đến trong phần sau của chương trình. Thưa quý vị, đã thành thông lệ, 12 tháng giêng âm lịch hàng năm, phường Thuận An, thành phố Huế, một trong những địa phương có đội tàu đánh bắt lớn của tỉnh Thừa Thiên Huế, lại tổ chức lễ xuất quân đánh cá Vù Nam. Năm nay với truyền thống tam niên đảo lề rơi vào các năm Tý, Mão, Ngọ, Dậu. Bên cạnh hoạt động xuất quân đánh cá Vù Nam, địa phương còn tổ chức lễ hội truyền thống cầu ngư đầy đặc sắc, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia. Tham dự ngày hội có Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Hoàng Hải Minh. Được tổ chức trở lại sau một thời gian dài phải tạm hoãn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, lễ hội cầu ngư làng Thái Dương vẫn cho thấy sức hút của mình khi dù mới tơ mơ sáng, đã có hàng trăm người dân và du khách tập trung tại đình làng để thưởng thức trọn vẹn lễ hội truyền thống của địa phương. Thời tiết lý tưởng, các hoạt động trình diễn, trang phục, đạo cụ được chuẩn bị bài bản, công phu, cùng sự hưởng ứng nhiệt tình của người xem. Tất cả tạo nên một bầu không khí lễ hội đầy sắc màu trong những ngày đầu xuân mới. Trước hết toàn là con nhân ở trong làng Thuận An được về dự lễ hội năm nay. Thời tiết rất là đẹp và bà con rất là đông đủ. Màu sắc thì quá tuyệt vời, quá tuyệt. Việt Nam càng ngày càng đổi mới. Nói về cái thành công thì rất là mỹ mãn. Thứ nhất là về thuận lợi về thời tiết. Thứ hai nữa là cái lễ hội năm nay là diễn ra rất là phong phú và đạt yêu cầu hơn các lễ hội trước. Cầu cho mưa thuận gió hòa để là bà con ra khơi đánh bắt được yên ổn và vụ mùa bội thu. Rồi các ngành nghề là phát triển, đem lại cái nguồn lợi và cái nếp sống kinh tế của người dân được mỗi ngày một cao hơn. Ngay sau lễ hội truyền thống cầu ngư, được lần từ đất liền, khoảng hơn 30 chiếc tàu cá công suất lớn có mặt trước sân đình làng Thái Dương đã nổ máy vươn khơi, đánh dấu ngày mở biển đầu năm mới tràn đầy hy vọng. Năm nay, ngành thủy sản tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung và địa phương Thuận An nói riêng tiếp tục đặt mục tiêu khai thác sản lượng đạt và vượt trên 37.000 tấn, tạo điều kiện để ngành thủy sản phục hồi và phát triển sau một năm 2022 nhiều khó khăn thách thức. Năm 2022 thì đã qua, thì sản lượng khai thác thì chúng tôi như vậy là qua một năm thì đạt và vượt cái kế hoạch đề ra. Riêng thì năm 2023 thì qua cái lễ xuất quân đánh cá Vù Nam và cái triển khai cái chương trình phát triển kinh tế xã hội của năm 2023 thì chúng tôi đề ra như vậy làm như thế nào đó để đạt được các cái chỉ tiêu, trong đó là có 16 cái chỉ tiêu mà đặc biệt nhất là cái chỉ tiêu khai thác. Thì năm 2023 thì địa phương sẽ cố gắng như vậy là triển khai đảm bảo được cái sản lượng như vậy là trên 14.000 tấn, mà trong cái quá trình khai thác thì cũng có cái triển khai đối với ngư dân là luôn chấp hành các cái quy định. Năm 2023 được xem là một năm bản lề trong quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản, tầm nhìn đến năm 2030 với mục tiêu chung hướng đến cải thiện và nâng cao năng lực đánh bắt trên biển. Trong không khí phấn khởi của những ngày đầu xuân Quý Mão, những chuyến tàu đầu tiên vươn khơi mang theo ước vọng về một năm mưa thuận gió hòa để giúp người dân yên tâm vươn khơi bám biển, góp phần giữ gìn chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết lễ khởi công dự án trung tâm thương mại Enmon Huế sẽ khởi công vào ngày 11 tháng 2. Đây là dự án rất quan trọng, tạo xung lực mới cho phát triển kinh tế xã hội khu vực đô thị mới An Vân Dương nói riêng và toàn tỉnh nói chung. Dự án trung tâm thương mại Enmon Huế có tổng mức đầu tư tối thiểu 3.916 tỷ đồng với tổng diện tích khu đất thực hiện dự án khoảng 86.216 m2. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được quyết định cho thuê đất. Trung tâm thương mại Enmon Huế là trung tâm thương mại dịch vụ tổng hợp bao gồm dịch vụ ăn uống, giải khát, khu vui chơi cho trẻ em và cho thuê các quầy, kệ bán hàng, không gian bán hàng đã được đầu tư hoàn thiện, xây dựng, lắp đặt, trang trí. Thuê và cho thuê lại mặt bằng, nhà kho, hội trường và các hạng mục khác trong trung tâm thương mại.
Ủy ban dân tỉnh vừa ban hành công văn triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày đất ngập nước thế giới năm 2023 và huy động sự tham gia của toàn xã hội trong bảo tồn, sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước quan trọng nói chung trên địa bàn tỉnh và sử dụng khôn khéo, bảo tồn và phát triển bền vững vùng đầm phá Tam Giang Cầu Hai. Theo đó, các ngành liên quan tổ chức truyền thông để phổ biến tuyên truyền về tầm quan trọng của các vùng đất ngập nước và kêu gọi cộng đồng cùng cam kết bảo vệ, phục hồi, bảo tồn và sử dụng bền vững đất ngập nước, dừng các hoạt động gây suy thoái đất ngập nước và thúc đẩy phục hồi các vùng đất ngập nước bị suy thoái, tăng cường tuyên truyền hình ảnh khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tam Giang Cầu Hai, khu Tràm Chim vùng cửa sông Ô Lâu huyện Phong Điền, rừng nguyên sinh ngập mặn Rú Chá thành phố Huế, vùng rừng dừa nước Quảng Lợi huyện Quảng Điền, hệ thống các khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn toàn tỉnh. Trong năm 2023, ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh lồng ghép tổ chức phát động các phong trào với các nội dung bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học các vùng đất ngập nước, phục hồi các vùng đất ngập nước bị suy thoái, bảo tồn và sử dụng bền vững tài nguyên đất ngập nước vào các chương trình truyền thông của đơn vị, lồng ghép nội dung về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước vào các chương trình giải pháp đầu tư, vào các quy hoạch, kế hoạch phát triển của ngành và địa phương. Theo khảo sát của ngành thủy sản, vùng đầm phá Tam Giang Cầu Hai có gần 1.000 loài động thực vật, trong đó có nhiều loài đặc hữu có giá trị kinh tế cao. Tuy nhiên, những năm gần đây, tình trạng ô nhiễm đầm phá đã và đang đe dọa đến môi trường sinh thái cũng như sinh kế của người dân. Ghi nhận của phóng viên tại xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, địa phương có truyền thống đánh bắt nuôi trồng thủy sản. Theo ngư dân ở đây, khi mưa lớn, lượng đất đá, bụi đỏ từ việc khai thác đá làm đường khai thác keo tràm đổ theo cả khe suối vào đầm phá, vừa bồi lấp luồng lạch, eo thuyền và làm cho cả tôm chết do ngạt khí, nổ mắt. Chỉ một thôn với dân số trên 2.000 người, 90% cư dân là nuôi trồng và đánh bắt thủy hải sản. Do đó, chợ Trung Chánh như là đầu mối cung cấp hàng trăm tấn thủy sản nước lợ mỗi ngày cho toàn tỉnh và thành phố Đà Nẵng. Bên cạnh đánh bắt thì nuôi trồng cũng là nguồn thu nhập lớn của cư dân. Và hiện tại, họ đang lo về việc bồi lấp eo thuyền, nang nước đỏ tràn xuống đầm phá, gây ảnh hưởng xấu đến môi trường. Đồ ô nhiễm nước thải là chảy ra là rất nhiều. Như các bạn thấy là âu thuyền ra thì nó càng. Thứ hai nữa là âu thuyền ở đấy thì dân ở đây rất đông. Chúng là thuyền thì rất nhiều mà vô thì một năm thì quá chật kín. Rồi cái bờ đê kè đấy nó thấp nữa. Mỗi lần sóng gió vô thì năm nào cũng lớn hết thì bà con rất vất vả. Và con riêng một thứ thì bà con nuôi thủy trồng thủy sản ở đây thì nhiều mà do tình hình là cái công ty mỏ đá là thải ra một nước thì nói chung là không cả nó là nước đỏ là chui vào máng nó chết hàng loạt nhiều và người dân ở đây là không có thể nuôi được nữa thì mong là các cấp quan tâm giúp đỡ cho bà con. Lạch ở thôn Trung Chánh được bắt đầu từ dãy đồi phía bên kia đường quốc lộ 1A. Đây cũng là vị trí được chọn làm âu thuyền cho cả thôn. Qua hơn 10 năm sử dụng cùng tác động của bồi lấp, bây giờ cả hạng mục như trụ neo, kè đá đã sạt lở, gãy đổ, cùng với lượng lớn bùn đất đổ về mỗi năm đã làm cho eo thuyền mất tác dụng, tác động tiêu cực đến việc tránh trú bão của người dân. Trong là 3 năm trở lại đây, nhất là cái vấn đề là ô nhiễm cái mỏ đá xả nước về, cho nên bà con nuôi trồng sạt ở bờ hiện nay là đa số là cá là chết, trong 2 năm qua là cá là chết, cho nên cái đời sống kinh tế của bà con nhân dân là gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó là xả cát về, hiện nay cái âu thuyền là nó càng quá, dân nó tập trung khi mà trúng lũ rồi là không là đủ diện tích để cho đò tàu máy để là vào là trú ẩn. Không chỉ riêng gì với thôn Trung Chánh xã Lộc Điền mà nhiều địa phương khác dọc theo đầm phá đang chịu tác động tiêu cực từ việc mở đường khai thác keo tràm làm bồi lấp ruộng đồng, diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản như xã Lộc Bình. Trong 2 năm liên tiếp, hàng ngàn mét khối đất đã san lấp hàng chục hecta ruộng lúa nước cùng nhiều nhà cửa của người dân ở dọc quốc lộ 49B. Diện tích đầm phá ở Thừa Thiên Huế nói chung và khu vực Tam Giang Cầu Hai nói riêng là nguồn lợi thủy sản lớn của một bộ phận cư dân sông nước. Nếu tình trạng khai khoáng và khai thác cây trồng keo tràm không được quản lý hay không có kế hoạch hạn chế sạt lở, thì nguy cơ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái của đầm phá là rất lớn. Tiếp tục với những thông tin khác, thống kê của Bộ Xây dựng cũng cho thấy trong năm 2022, số doanh nghiệp bất động sản thành lập mới là 8.500 doanh nghiệp, tăng trên 13%. Quay trở lại hoạt động là 2.000 doanh nghiệp, tăng khoảng 56%. Quý vị, năm 2022 là năm khó khăn của các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản. Ước tính số lượng doanh nghiệp bất động sản tuyên bố phá sản, giải thể tăng trên 38%.
Theo Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, ước lượng số lượng môi giới đang hoạt động hiện nay chỉ còn khoảng 30-40% so với giai đoạn đầu năm 2022, tức đội ngũ môi giới bất động sản đã giảm 60%. Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư về quy định quản lý thu chi tiền công đức tài trợ cho di tích, hoạt động lễ hội, trong đó quy định các tổ chức phải mở tài khoản tại kho bạc hoặc ngân hàng có ghi chép về tiền công đức. Đối với các giấy tờ có giá trị và kim loại quý, đá quý, Bộ Tài chính yêu cầu khi tiếp nhận phải mở sổ, ghi đầy đủ các thông tin, giá trị tương ứng cũng như thông tin cá nhân tổ chức hiện tặng cung cấp. Thông tư cũng quy định chi tiết việc quản lý sử dụng tiền công đức, tài trợ của các chủ thể là sở hữu hoặc chủ sở hữu được giao quản lý sử dụng di tích. Đối với các cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, từ quyết định và chịu trách nhiệm về việc tiếp nhận, quản lý sử dụng tiền công đức, tài trợ, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật. Tại Olympic 2024 sắp tới, vận động viên Việt Nam giành huy chương vàng sẽ nhận được mức thưởng khổng lồ lên đến 1 triệu đô la Mỹ, cao nhất trong lịch sử thể thao Việt Nam. Ngoài ra, phần thưởng cho huy chương bạc là 500.000 đô la Mỹ và 200.000 đô la Mỹ cho mỗi huy chương đồng. Đây là thông tin từ Quỹ chiến lược thể thao quốc tế Rilson Min. Đại diện của quỹ cũng cho biết sẽ hỗ trợ toàn bộ kinh phí đào tạo 100 vận động viên Việt Nam ở các môn thể thao mà Hàn Quốc có thể mạnh. Olympic 2024 dự kiến có 32 môn thể thao bao gồm 329 nội dung thi đấu, tranh tài 329 bộ huy chương. Sự kiện diễn ra từ ngày 26 tháng 7 đến ngày 11 tháng 8 năm 2024 tại Paris. Dịp Tết Quý Mão, cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đón hơn 3,1 triệu lượt khách với gần 24.000 chuyến bay. So với dịp Tết Nguyên đán 2022, lượng khách qua Tân Sơn Nhất tăng hơn 61%, số chuyến bay được khai thác tăng khoảng 26,5%. Trong đó, lượng khách đi tập trung vào giai đoạn trước Tết, sân bay phục vụ hơn 1,7 triệu lượt khách, phần lớn là khách đi quốc nội. Còn trong và sau Tết, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 9 tháng Giêng, có hơn 1,3 triệu lượt khách, với tỷ lệ khách đi và đến không chênh lệch nhiều. Cao điểm là ngày 26 tháng 1, mùng 5 Tết, sân bay phục vụ gần 145.000 lượt khách của 913 chuyến bay. Theo báo cáo của cảng hàng không, dịp cao điểm Tết vừa qua không xảy ra sự cố so với kế hoạch phương án đã được cảng thống nhất. Các đơn vị đã phát huy hết công suất, hỗ trợ hướng dẫn hành khách. Sáng nay, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, khối cơ quan và doanh nghiệp tổ chức dâng hoa bảo công lên Chủ tịch Hồ Chí Minh và tuyên dương các đảng viên trẻ xuất sắc tiêu biểu năm 2022. Trong niềm xúc động và tự hào, tuổi trẻ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã cùng ôn lại những bài học lịch sử hào hùng, những thắng lợi vẻ vang mà nhân dân ta đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng. Dâng lên bác lẵng hoa tươi thắm, tuổi trẻ đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nguyện tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phát huy truyền thống của tổ chức đoàn, mang sức trẻ thi đua trong lao động sản xuất, không ngừng học tập rèn luyện, đóng góp vào sự phát triển của quê hương đất nước. Dịp này, đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh cũng đã tuyên dương 10 đảng viên trẻ tiêu biểu năm 2022. Đây là những tấm gương tiên tiến điển hình trong sản xuất kinh doanh tại các đơn vị doanh nghiệp, là những gương mặt xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và có nhiều đóng góp cho công tác đoàn, phong trào thanh niên tại đơn vị. Trong những ngày đầu xuân mới Quý Mão, huyện Phú Vang tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao mừng Đảng, mừng xuân sôi nổi, thu hút đông đảo người dân tham gia. Hòa chung trong không khí hân hoan phấn khởi của những ngày đầu năm mới Quý Mão 2023, hướng tới kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, các xã thị trấn và các hội đoàn thể của huyện tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thu hút đông đảo bà con nhân dân đến tham gia thi đấu và cổ vũ, đáp ứng nhu cầu vui xuân đón Tết của nhân dân trên địa bàn huyện, góp phần tạo sân chơi lành mạnh, vui vẻ dịp đầu xuân mới, đồng thời thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng trong dân cư. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao đầu xuân là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, không chỉ tạo sân chơi bổ ích lành mạnh cho các tầng lớp nhân dân mà còn thúc đẩy tinh thần gắn kết cộng đồng, làm phong phú đời sống văn hóa, đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao quần chúng. Năm 2023, huyện Phú Lộc có 172 thanh niên lên đường nhập ngũ vào các đơn vị quân đội và công an. Tính đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho ngày hội tổng quân đã và đang được triển khai đồng bộ, chặt chẽ. 100% thanh niên trên địa bàn huyện đang rất hào hức, sẵn sàng lên đường, làm nhiệm vụ theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Những ngày này ở thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, không khí chuẩn bị cho thanh niên lên đường nhập ngũ được diễn ra khẩn trương và luôn sẵn sàng, đảm bảo tốt nhất cho ngày hội tổng quân. Mọi công tác chuẩn bị được chính quyền địa phương và các hội đoàn thể thực hiện chu đáo với mong muốn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các gia đình và thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ. Sau khi có lệnh nhập ngũ thì khi vào đơn vị quân đội, em sẽ cố gắng học tập và rèn luyện thật tốt để góp một phần công sức cho việc bảo vệ Tổ quốc.
đúng với danh dự của người thanh niên Việt Nam. Sau khi nhận được giấy nghĩa vụ thì gia đình và em đã sẵn sàng để lên đường đi nhập ngũ. Vào đơn vị thì em cố rèn luyện, học tập và cố gắng để sau này rời đơn vị về với gia đình thì có ích cho xã hội. Năm 2023, thị trấn Phú Lộc có 15 thanh niên lên đường nhập ngũ. Xác định công tác tuyển quân là nhiệm vụ chính trị trọng tâm ngay từ đầu năm, nên Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã và hệ thống chính trị thị trấn đã vào cuộc một cách tích cực, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện hiệu quả. Trong những năm qua, thì đơn vị thị trấn Phú Lộc luôn hoàn thành tốt về công tác tuyển quân trên địa bàn của thị trấn, đặc biệt là các chỉ tiêu huyện giao hàng năm. Năm nay thì chỉ tiêu huyện giao cho đơn vị thị trấn Phú Lộc là 15 thanh niên. Và thời gian qua thì thị trấn đã làm rất tốt về công tác tuyên truyền vận động. Và chắc chắn rằng năm 2023 này, đơn vị thị trấn Phú Lộc sẽ hoàn thành tốt cái nhiệm vụ công tác tuyển quân mà trên đã giao. Công tác tuyển quân của huyện Phú Lộc đã đi vào nền nếp, ngày càng đạt hiệu quả, chất lượng. Giao quân hàng năm đảm bảo chỉ tiêu, chất lượng ngày càng cao. Trong năm 2023 thì chúng tôi đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện tổ chức khám tuyển, sơ tuyển, bảo đảm chất lượng, và hiện nay công tác chuẩn bị cho giao quân đã cơ bản bảo đảm thanh niên sẵn sàng có mặt ở tại gia đình để nhập ngũ. Mọi công tác chuẩn bị đến nay cơ bản đã xong và chúng tôi sẵn sàng bảo đảm tốt chất lượng quân để giao cho các đơn vị trong năm 2023 này. Năm 2023, huyện Phú Lộc có 172 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 156 vào các đơn vị quân đội và 16 thanh niên vào công an. Cũng như các địa phương khác, công tác đăng ký, quản lý, nắm chắc số lượng, chất lượng thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ được cấp ủy, chính quyền, hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện. Các ban ngành đoàn thể cấp huyện và các xã thị trấn tích cực chỉ đạo và triển khai có hiệu quả, nhờ đó chất lượng thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023 của huyện đạt cao. Hiện nay 100% thanh niên trên địa bàn huyện đang rất háo hức chờ ngày lên đường thực hiện nghĩa vụ công dân. Chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.